xin chào toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư. Lời đầu tiên thì Biển Xanh xin kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Ngày hôm nay thì Biển Xanh vẫn đang có mặt ở khu vực xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Khu vực này thì chính là con đường tỉnh lộ DT824 thuộc ấp mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, quý anh chị nhé. Và hôm nay thì Biển Xanh sẽ dẫn quý anh chị mình đi tham quan một sản phẩm ký gửi mới nằm ở cái khu vực Mỹ Hạnh Nam này. Đây là con đường tỉnh lộ DT824. Và bây giờ thì Biển Xanh sẽ rẽ vào tay trái đi vào một xẹt con đường của ấp mới 1. Phía trước chúng ta đó là cổng chào ấp mới 1. Mình chạy thẳng về phía trước là đi về ngã ba Mỹ Hạnh, đi về Hóc Môn và đi lên các quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh. Còn hướng ngược lại thì chúng ta sẽ đi lên trung tâm thị trấn của huyện Đức Hòa, quý anh chị nhé. Và bây giờ thì xin mời quý anh chị mình cùng di chuyển với Biển Xanh để chúng ta đi vào con đường cổng chào ấp mới 1 này để mình tham quan cái vị trí ngày hôm nay. Biển Xanh sẽ dẫn quý anh chị mình xem và có thể đầu tư cũng như an cư lập nghiệp. Con đường cổng chào ấp mới 1 này thì cũng đã được trải nhựa rất là sạch sẽ quý anh chị. Và khu vực này thì dân sinh nhà cửa rất là đông đúc. Hôm nay thì Biển Xanh sẽ dẫn quý anh chị mình đi tham quan một sản phẩm ký gửi mới. Đó là một lô đất có diện tích ngang 7 sâu 38 nằm cách với mặt tiền đường tỉnh lộ DT824 chợ Mỹ Hạnh Nam chỉ khoảng là 600m quý anh chị nhé. Và cái lô này thì do chủ đất muốn bán để xoay sở công việc kinh doanh của mình, do đó chỉ bán với giá 1 tỷ 330 triệu là bao mọi thuế phí công chứng sang tên. Và một lô kế tiếp liền kề là 5x38 thì có thêm một căn nhà cấp 4 nữa mình mua, mình có thể ở ngay. Thì cái lô đất 5x38 sẽ có giá là 1 tỷ 270 triệu, bao mọi thuế phí công chứng sang tên, sổ hồng riêng, pháp lý minh bạch rõ ràng, đất là đất thổ cư 100%, chúng ta sở hữu lâu dài vĩnh viễn. Và cái khu vực Mỹ Hạnh Nam này thì cái giá trị bất động sản nó rất là có giá, và nó có giá hơn bên khu vực Mỹ Hạnh Bắc. Và cái vị trí ngang 7 sâu 38 thì mình cũng rất là thích hợp để mà làm nhà vườn hoặc là an cư lập nghiệp, thì cái chiều ngang 7 nó cũng rất là rộng quý anh chị nhé. Khu vực dân sinh rất là đông đúc, và cái vị trí này thì đường cũng là đường thông, xe hơi 16 chỗ là vào tới đất tới nhà luôn, cho nên cái vị trí ngày hôm nay quý anh chị đừng bỏ qua nhé. Một vị trí cũng rất là đáng để chúng ta quan tâm, đáng sống, đáng sở hữu, bởi vì nó gần chợ, gần trường, gần bệnh viện. Cái khu vực trung tâm Mỹ Hạnh Nam này thì tất cả mọi cái tiện ích hiện hữu phục vụ đời sống con người thì đều có sẵn hết rồi. Bách Hóa Xanh cũng đã về tới khu vực này để kinh doanh buôn bán, mà cái Bách Hóa Xanh nó đi tới đâu thì chứng tỏ là ở nơi đó đang rất là phát triển thì nó mới tới. Còn những cái nơi mà heo hút, không có dân đông, không có nhiều người thì Bách Hóa Xanh nó cũng không tới đâu quý anh chị. Khu vực này thì bao bọc xung quanh lại có khá là nhiều các cái cụm và khu công nghiệp lớn. Chính vì thế mà tập trung một lượng lớn người lao động, người ta về đây để sinh sống và làm việc, cũng như là các chuyên gia người nước ngoài cũng tập trung ở nơi đây. Thì từ đó cái nhu cầu về nhà ở cũng tăng lên rất là cao. Và ở ngoài dân thì đa phần chúng ta thấy là đường đất đá. Thì trước sau những con đường như thế này cũng sẽ được Đảng và Nhà nước quan tâm nâng cấp lên thành những con đường bê tông hoặc là những con đường nhựa nông thôn mới đó quý anh chị. Và con đường này là con đường chạy thông. Dân sinh ở đây quý anh chị để ý thì nhà cửa cũng rất là đông rồi, chứ không phải là thưa thớt dân sinh quý anh chị nhé. Và cái vị trí ngày hôm nay thì Biển Xanh đã chạy tới rồi, chạy thẳng về phía trước là chúng ta lại thông ra được đường tỉnh lộ DT824. Và cái vị trí này là từ cái vách rào bên đó mình đo sang tới cái giáp mí của căn nhà cấp 4 này là ngang 7 và sâu 38. Giá của lô đất này là 1 tỷ 330 triệu, 266m2, thổ cư 100% quý anh chị nhé. Ngang 7 sâu 38. Còn cái lô kế tiếp theo là từ cái mí nhà đó mình đo sang tường bên kia là 5 sâu 38 thì có giá 1 tỷ 270, có sẵn một căn nhà cấp 4 như thế này cho chúng ta ở. Thì khi mà chúng ta mua riêng ra rồi thì mình có thể xây tường lên, và bên này là của riêng chúng ta. Cái này là hai sổ hồng riêng rồi cho nên quý anh chị không phải lo lắng về cái vấn đề mà pháp lý quý anh chị nhé. Dân cư rất là đông. Lô này có hướng Tây Nam quý anh chị. Hướng Tây Nam cũng khá là mát. Ở đây thì rất là nhiều dân cư đã ở rồi, và đường là đường thông cho chúng ta.
Chính vì thế mà cái vị trí ngày hôm nay, còn nếu anh chị nào mà mua hết luôn nguyên một cái cụm này là ngang 538 và sâu 738 này thì mình sẽ có một căn nhà vườn khá là lớn anh chị, cũng chỉ là hơn 2 tỷ thôi chứ không có nhiều, mà nằm ở ngay trung tâm của xã Mỹ Hạnh Nam. Từ cái tường này mình đo sang 7m, sâu xuống dưới là 38, 1 tỷ 330, và cái lô mà 5x38 có sẵn căn nhà là 1 tỷ 270. Quý anh chị nào mà mình chọn một trong hai sản phẩm này thì đều được quý anh chị nhé, bởi vì nó là hai chủ riêng, hai sổ hồng riêng, mình mua rất là dễ. Còn nếu quý anh chị nào mà mua hết luôn thì sẽ thành một căn nhà vườn cực kỳ là lớn cho gia đình của chúng ta ở, rất là tiện lợi. Khu vực đang phát triển cực kỳ là mạnh. Quý anh chị còn chần chừ gì mà không kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số điện thoại 0377304018. Biển Xanh sẽ dẫn quý anh chị mình xem đất và tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi quý anh chị nhé. Cái vị trí này mình mua an cư hoặc đầu tư được đó quý anh chị, ngang 7 sâu 38 mà chỉ có 1 tỷ 330 thôi. Còn cái lô 538 thì chỉ có 1 tỷ 270. Một vị trí rất là đẹp để mình có thể sở hữu. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư nhiều sức khỏe, thành công và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi những clip mới nhất. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.